Tự chủ nghĩa là gì ạ? Bé tự lập, tự ăn, tự thích, chán thì thôi, đúng không ạ? Không ép. Rồi, chào các bạn. Ăn dặm là một hành trình thú vị đối với trẻ em và đối với chúng ta. Hiện nay ý, khi mà trẻ đến tuổi ăn dặm thì các em thường rất băn khoăn là chúng ta không biết phải lựa chọn một phương pháp ăn dặm nào đó cho nó phù hợp với con mình. Và hầu như hiện nay Việt Nam thì vẫn đang áp dụng phương pháp ăn dặm truyền thống, đúng chưa? Thì gần đây thì mới có cái trào lưu chúng ta ăn dặm theo phương pháp bé chỉ huy hoặc là ăn dặm kiểu Nhật, đúng chưa? Thế thì hôm nay anh sẽ chia sẻ với các bạn về ăn dặm bé chỉ huy, về các cái nguyên tắc rồi những cái đặc điểm ăn dặm bé chỉ huy như nào. Tuy nhiên là gì ạ? Mỗi một trẻ nó sẽ phù hợp với một phương pháp khác nhau. Nó không nhất thiết gì ạ, nó phải áp dụng một cách cứng nhắc cái phương pháp ăn truyền thống hay là phương pháp ăn dặm bé chỉ huy hay là kiểu Nhật. Chúng ta áp dụng những cái phương pháp nào mà nó phù hợp với con mình, đúng không ạ? Nó vẫn đảm bảo gì ạ, đủ dinh dưỡng, giúp trẻ tăng trưởng và trẻ cảm thấy vui thích, hứng thú trong bữa ăn thì chúng ta áp dụng, đúng không các em? Đấy. Thì cái nguyên tắc mà ăn dặm bé chỉ huy ấy, thì cái đầu tiên chúng ta phải lưu ý đó là cái thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn dặm. Thì thông thường cái thời điểm ăn dặm bé chỉ huy thì cũng như ăn dặm khác, đó là từ 5,5 cho đến 6 tháng, khi mà hệ tiêu hóa của trẻ đã hoàn thiện, khi mà bé đã khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn. Đấy. Khi mà cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nó cao hơn, nó cần cái dinh dưỡng có độ đậm năng lượng cao hơn so với sữa mẹ và sữa ông thức. Đấy. Và ngoài ra thì từ 5,5 cho đến 6 tháng, đối với một em bé bình thường thì bé đã có thể ngồi được rồi, đầu có thể cứng cổ được rồi và có thể ngồi ăn một cách bình thường, ngồi vào ghế ăn dặm, ok. Những cái thời điểm như vậy. Tuy nhiên ý, có những bé vì một lý do nào đó, đúng không ạ? 7 tháng bé mới có thể ăn được, tức là bé mới ngồi vững được. Đấy, thì chúng ta cũng không cần phải nhất thiết từ 5,5 tháng hoặc 6 tháng, mà đến sau 7 tháng chúng ta cho bé ăn dặm bé chỉ huy cũng không sao. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên, là cái thời điểm bắt đầu ăn dặm. Đấy. Cái nguyên tắc thứ hai ấy, của cái ăn dặm bé chỉ huy là gì ạ? Nó khác với ăn dặm truyền thống một chỗ này. Tức là ăn dặm truyền thống ấy là gì ạ? Chúng ta nấu gì thì con ăn đấy. Đúng không ạ? Còn ăn dặm bé chỉ huy là gì ạ? Chúng ta phụ huynh, ông bà là người cung cấp thực phẩm, đưa cho bé một cái đĩa ăn. Còn bé ăn cái gì, bé ăn bao nhiêu, đó là việc của bé, chúng ta không can thiệp. Đấy. Nếu như chúng ta gì ạ? Chúng ta chuẩn bị một bữa ăn cho trẻ, chúng ta cứ bắt bé ăn cái này đi, ăn này đi con, ăn này kia đi con, đúng không? Thì đâu phải là bé chỉ tự chủ huy nữa. Tự chủ huy là gì ạ? Bé tự lập, tự ăn, tự thích, chán thì thôi, đúng không? Không ép, chứ chúng ta không can thiệp vào nữa. Thì đó là ăn dặm bé chỉ huy. Cái này nó rất quan trọng, nó giúp cho trẻ gen cái tính tự lập và trẻ tự do khám phá thức ăn, và trẻ thích cái gì thì trẻ ăn cái đó, trẻ thích nắm cái nào, cầm cái nào, đó là việc của trẻ, chúng ta tuyệt đối không tham gia. Đấy, đúng chưa? Về cái thứ ba, đó là về thức ăn. Thì trong giai đoạn bắt đầu ăn dặm ấy thì chúng ta nên cho trẻ ăn các loại củ quả trước nhé các em nhé. Tại vì củ quả ấy thì nó thái nó dễ, rồi mình luộc mình hấp lên để cho trẻ cầm và ăn. Chúng ta sẽ tránh những cái loại rau lá, phải không ạ? Như rau muống, rau ngót, rồi rau cải. Tại vì cái việc rau như vậy thì nó nhỏ quá và nó mỏng quá thì trẻ nó sẽ cầm nó khó này. Rồi khi trẻ nó nhai nó không nhai được, nó có thể gây hóc, đúng không? Gây oẹ, đúng không? Thì chúng ta rất xót ruột. Đấy là về thức ăn. Còn về gì ạ? Các loại rau củ quả, đúng không? Thì có bông cải xanh này. Rồi gì ạ? Cà rốt, su hào, bí đỏ, bí xanh vân vân. Các loại rau, các loại hoa quả như là táo, lê, nho, dâu, phải không ạ? Còn với các loại thịt ý, thì chúng ta cho trẻ ăn thịt gà, thịt lợn, cá, tôm, phải không ạ? Đấy. Còn riêng mà thịt ý, thì chúng ta sẽ ban đầu chúng ta sẽ cho trẻ ăn thịt nạc trước nhé. Thì sau đó thịt sẽ kèm theo mỡ, như vậy nó sẽ tốt hơn, được chưa? Đấy, đấy là về các loại thức ăn. Về thứ tư đó là về cách ăn. Cách ăn dặm ấy là quan trọng, tại vì cái cách ăn là cái thói quen. Cái thói quen đó nó hoàn toàn do chúng ta có thể rèn luyện được. Chúng ta tạo được một cái thói quen ăn lành mạnh, đúng không ạ? Khoa học. Đấy. Thì chúng ta hãy chuẩn bị cho bé một cái ghế ăn. Và bé sẽ ngồi lên ghế ăn và chân phải chạm đất, đúng không các em? Bé ăn cùng với bữa ăn và gia đình để tạo không khí nó vui vẻ.
đúng không ạ? Đấy, bé thấy cả nhà đang ăn thì bé cũng sẽ nhìn học theo, và nó rất là vui vẻ như vậy. Cái thứ hai nữa gì ạ? Chúng ta không cho trẻ vừa ăn vừa chơi, phải không các em? Đấy, rồi thì vừa chơi đồ chơi ấy, rồi thì không cho trẻ vừa ăn vừa xem tivi hay là vừa ăn vừa chơi smartphone. Có nhiều bạn gì ạ? Con ngồi tập ăn dặm ở ghế, chúng ta để cái smartphone trước mặt, tức là bé ăn trong vô thức, nó tạo thói quen xấu, tức là cái thói quen xấu, và sẽ nguy cơ gây ra tình trạng biếng ăn sau này của trẻ, được chưa? Đấy là về cái cách ăn. Thế thì cái ăn dặm với chỉ huy ấy, thì nó thường có ba cái giai đoạn các em ạ. Nó có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là cái giai đoạn tập các kỹ năng, tức là ban đầu ấy, bé cầm nắm các thứ ấy, nó rất là vụng về, bé đưa vào miệng nó lại rơi ra. Nếu mà các em ngồi với con, các em sẽ rất là sốt ruột, đúng không ạ? Chúng ta sẽ rất sốt ruột. Thế thì khi mà chúng ta thấy con mình cầm nắm rồi đưa vào miệng nó cứ rơi, nó nhìn nó rất là hậu đậu, phải không các em? Thì các em cũng đừng có sốt ruột, không sao hết, kệ bé đi, đúng không ạ? Chúng ta đừng can thiệp. Đấy, tại vì ban đầu bé cầm bé nắm nó còn khó chịu, đúng không? Đấy, rồi thì bé nhai thức ăn, đúng không? Rồi bé có thể nhè ra, ăn không được nó nhè ra, không kệ nó, đúng không ạ? Thì khi trong đoạn này ý, thì bé đang mới chỉ tập cầm, tập bốc, tập nắm, rồi nếm, ngửi, cắn, rồi vứt tung tung, chúng ta cũng không có sao hết, các em đồng ý chưa? Đấy. Tuy nhiên có một cái lưu ý này, thì trong giai đoạn này hệ tiêu hóa của trẻ nó còn chưa hoàn thiện. Đấy, enzyme tiêu hóa nó chưa đầy đủ. Chính vì vậy việc phân bé đi nó lổn nhổn, nó giống như là bé ăn cái gì đi ra cái đó ấy, thì chúng ta cũng đừng quá quan tâm nhá. Nó không có làm sao hết, được chưa các em? Đấy. Thì bước sang giai đoạn thứ hai. Đấy, thì cái giai đoạn đầu tiên ấy là giai đoạn tập kỹ năng ấy, nó phải mất từ 1 đến 3 tháng, tức là 6 tháng bé dặm ấy thì phải 9 tháng bé mới hoàn thiện được cái việc bốc này, đúng không? Thì chuyển sang giai đoạn thứ hai là các kỹ năng của bé tốt hơn rồi. Bé bắt đầu bốc này, nhón thức ăn này, nó đã thuần thục hơn rồi, nghe hiểu không? Nó thuần thục hơn rồi, và bé cũng đã bắt đầu bắt đầu có thể dùng thìa, đấy, cầm thìa cầm dĩa rồi các bạn. Đấy, và trong dạng này ấy, thì hệ tiêu hóa của bé nó cũng đã tốt hơn rồi, cái việc mà ăn gì ra nấy nó cũng giảm đi rất là nhiều, phân nó mịn hơn, đúng chưa các em? Đấy, thì còn giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn bé hoàn thiện kỹ năng. Thông thường ấy từ 15 cho đến 18 tháng thì cái kỹ năng bốc, nhón, cầm dĩa, thìa của bé đã là khá ổn, đúng không ạ? Và hệ tiêu hóa của bé cũng đã hoàn thiện rất là nhiều, và cái việc phân của bé đi nó sẽ đẹp hơn, và mọi thứ nó đã diễn ra một cách thuận lợi hơn rồi, chúng ta có thể yên tâm, được chưa? Đấy là về cái ba giai đoạn kỹ năng của trẻ. Để anh nói cái ba giai đoạn này ấy, là để các em đừng có sốt ruột, đừng có lo lắng điều gì cả, đúng không ạ? Đã gọi là ăn dặm bé chỉ huy, là kệ bé, bé tự lập, bé tự quyết định ăn cái gì và không ăn cái gì, đúng chưa? Việc chúng ta là cung cấp thức ăn và tạo cho môi trường lành mạnh, phải không ạ? Môi trường lành mạnh anh vừa nói đấy, không tivi này, không chơi đồ chơi này, không smartphone này, ăn ngồi việc ngồi với ăn tập trung này, ăn cùng gia đình này, chân chạm đất này, đúng chưa các em? Đó. Và còn có một số các cái điểm mà các em quan tâm nữa, đó là cái hình dạng thức ăn như thế nào là phù hợp, phải không ạ? Thực ra cái phần này ấy, các em chỉ cần search kênh YouTube là nó có hết, là chuẩn bị thức ăn cái dạng như thế nào là phù hợp. Đấy, thì thông thường ấy là các cái loại củ quả, đúng không ạ? Thì các em thái thường là bằng hai ngón tay như này nhé, bằng hai ngón tay người lớn, để cho trẻ nó dễ cầm nắm hơn nhé, dễ cầm nắm hơn. Các em có thể luộc, có thể hấp, nhưng mà đừng làm chín quá thì trẻ nó cầm nó bị nát, đúng không em? Bị nát, đúng không ạ? Đấy, thì các em cắt bằng hai ngón tay, được chưa? Đấy, rồi các thức ăn như là quả nho hay là quả dâu, chúng ta đừng để quả tròn như vậy, tại vì tròn như vậy vỏ nó trơn, mà bé đưa vào miệng ý, thì nó rất dễ nuốt tuột cái vào trong đường thở này, nó có thể vào đường thở nó nguy hiểm, mà chúng ta sẽ cắt đôi ra, phải không ạ? Để cho bé cầm nó dễ hơn và nó không bị trơn, phải không các em? Đó. Rồi thì thịt ạ, thì chúng ta anh vừa nói đấy ạ, thịt chúng ta sẽ cho bé ăn thịt nạc trước và sẽ thêm dần cái phần mỡ hoặc cái mô liên kết khác sau đó để cho bé nó quen ạ, đúng không ạ? Thì đầu tiên phải khởi phát bằng thịt nạc, được chưa? Đó là cái đầu tiên là về cái gì ạ? Hình dạng ăn như thế nào phù hợp. Cái thứ hai mà các em cũng quan tâm ấy, đó là gì ạ? Ăn bao nhiêu một bữa và một ngày là ăn mấy bữa, đúng không ạ? Thì thông thường ấy, cái việc ăn này ấy, là nó theo nhu cầu của trẻ, các em hiểu không? Chúng ta vẫn cứ cho trẻ ăn cùng với bữa của gia đình nhá, nó khoảng 3-4 ngày đấy, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, còn việc trẻ bao nhiêu thì chúng ta không quan tâm nhá. Đấy, thì chuẩn bị như nào? Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đĩa thì đường kính nó khoảng 8-12 cm, cái đĩa nó nhỏ xinh thôi,
và độ sâu nó khoảng từ 2 cho đến 3 cm, nó sẽ phù hợp tốt cho trẻ từ 3 à từ 6 cho đến 36 tháng, được chưa các em? Đấy. Thì trong một đĩa thức ăn ấy thì nó có 3 cái nhóm thực phẩm. Trong đĩa đấy thì chúng ta nó phải có đầy đủ 3 nhóm đấy. Cái nhóm thứ nhất ấy là nhóm thứ nhất là gì ạ? À là cơm này, là bún này, là mì này, rồi thì bánh mì này, đúng không ạ? Thì cái nhóm 1 này nó chiếm 1/4 đĩa. Nhá. Và trong một cái đĩa như vậy thì nó sẽ ít nhất có hai loại. Tức là không nhiều hơn hai loại nhá. Tức là không nhiều hơn hai loại, đúng không ạ? Hoặc là cơm không, cơm chúng ta vo viên ra, hoặc là chỉ có bún thôi. Tóm lại là chỉ một đến hai loại thôi chứ không được nhiều hơn hai loại. Đó là nhóm 1. Còn nhóm thứ hai đó là nhóm thịt. Nhá. Thì thịt này, cá này, trứng này, phô mai này thì chúng ta cũng chuẩn bị là 1/4 đĩa và có ít nhất là hai loại. Ok, đúng không? Tức là gì? Ít nhất phải có thịt, có cá chứ không phải một loại nhá. Ít nhất là hai loại, nhóm 2. Được chưa? Nhớ là hải sản thì cho trẻ từ 7 tháng nhá, để tại vì nó có nguy cơ dị ứng cao hơn, được chưa? Và nhóm thứ 3 là rau củ quả. Thì rau củ quả ấy chúng ta chuẩn bị khoảng 1/2 đĩa và ít nhất có hai loại rau, một loại củ. À, đúng chưa? Đấy là trong một đĩa ăn của trẻ trong một bữa ăn dặm, đúng chưa? Chúng ta sẽ chuẩn bị như vậy. Và bé ăn cái gì, ăn bao nhiêu đó là việc của trẻ, chúng ta không can thiệp. Ok. Đấy. Thì đó là gì ạ? À, đó là lượng thức ăn và cái nhóm thức ăn có trong một bữa đối với trẻ, được chưa? Và lượng ăn thì ăn 3 bữa một ngày nhá. Đấy, ăn bữa chính, được chưa các em? Và nhớ ăn bữa phụ sẽ cách bữa chính khoảng 2 giờ. Đấy. Thì có một cái điểm này nữa mà anh muốn chia sẻ với các em, tức có 2-3 điểm lưu ý. Và các em cần phải lưu ý này. À, như anh vừa nói trên rồi, thứ nhất là trong đoạn này ý, bé ăn thức ăn mà nó nhai như vậy ý, thì răng nó chưa có. Đấy, cho nên là thức ăn nó chưa được nhuyễn, cho nên là nó đi phân lổn nhổn ra phía sau ấy, rồi là ăn gì ra nấy, thì các em cũng đừng có lo, phải không ạ? Đấy là cái đầu tiên chúng ta lưu ý này. Cái lưu ý thứ hai đó là gì ạ? Ăn dặm bé chỉ huy ý, thì bé thường tăng cân rất là chậm. Đúng không ạ? Tăng cân rất là chậm. Đấy, cho nên là gì ạ? Có thể sẽ áp lực cho các em, hoặc là áp lực ngay với cả người thân, tạo áp lực cho em là ăn thế này nó không tăng cân. Đấy. Thì tuy nhiên ý, các video sau ý, thì anh cũng đã có một cái video nói rằng gì ạ? Chúng ta hạn chế cái việc không tăng cân của trẻ như thế nào, đúng không ạ? Thì ở phía sau nữa sẽ có những video các em sẽ theo dõi các cái video tiếp theo. Tại vì một video này anh chỉ nói đến ăn dặm với chỉ huy thôi. Nha. Cái thứ hai là tăng cân rất là kém. Cái thứ ba nữa ý, là gì ạ? Bé ăn dặm với chỉ huy thì bé có thể nó hóc, nó quẹ, đúng không? Ông bà ngồi ăn sợ cho hóc quẹ, ui sợ quá chạy ra, ui tôi không cho ăn cái này nữa, ăn cái này nó ốc, nó hóc, nó quẹ, cái này nguy hiểm, đúng không? Thì tự dưng cái bữa ăn nó cảm thấy căng thẳng, không tăng cân này, rồi ăn xong thì đi gì ăn gì ra đấy này, rồi nôn hóc, đúng không? Thì nó tạo không khí căng thẳng nhá. Thì các em cứ phải nói chuyện với gia đình, nói chuyện với chồng, nói chuyện với ông bà nội, đúng không? Là ăn pháp này nó sẽ như thế này. Và gia đình chúng ta cần phải thống nhất. Nếu như gia đình không thông cảm, không thống nhất được ý, thì các em hãy tạm thời đừng áp dụng. Vì áp dụng nó sẽ tạo một cái tâm lý rất là không tốt đối với trẻ, và nó có thể gây ra tình trạng biếng ăn sau này. Được chưa các em? Thì đó là các cái thông tin về ăn dặm bé chỉ huy. Đấy. Có phần nào đó các em chưa hiểu, các em có thể comment ở dưới video này. Anh sẽ dành thời gian để chia sẻ với các em. Và các em sẽ nhớ đăng ký kênh để theo dõi video về bé ăn dặm truyền thống này, bé ăn dặm kiểu Nhật này. Tại vì có 3 phương pháp đấy mà. Và một video nữa đó là video ưu nhược điểm của từng phương pháp và chúng ta lựa chọn phương pháp nào là tốt nhất. Được chưa? Rồi, xin chào các em. Đồng hành cùng Century, trung tâm sức khỏe nhi khoa cho con tuổi thơ khỏe mạnh. Học tập kiến thức chăm con mỗi ngày để trở thành người thầy hiền trí đầu tiên của con. Nếu có thắc mắc nào cần giải đáp, các mẹ hãy để lại bình luận hoặc gọi tới số hotline 0963 101 255. Chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống bằng cách thích và chia sẻ video này các mẹ nhé.